A à, Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện học. tải ngay về đầu tiên cho cô gửi lời chào đến tất cả các bạn đã đến với tiết học ngày hôm nay Ngày hôm nay cô rất vui khi được gặp lại các con trong tiết học tiếng Việt Hy vọng rằng cô trò mình sẽ có một tiết học thật là thú vị nhé Ở buổi học ngày hôm nay thì cô và trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 2 Có tên là Làm việc thật là vui và trước khi đến với bài tập đọc làm việc thật là vui Thì cô và các con sẽ cùng trả lời cho cô câu khởi động sau Hãy nói về những việc mà em thích làm theo gợi ý sau Em thích chơi đàn, tưới cây, thích làm bánh Cô nghĩ rằng mỗi bạn sẽ có một sở thích khác nhau đúng không nào? Vậy thì sở thích của các con là gì? Các con hãy chia sẻ cho cô và các bạn cùng biết với nhé Chúng mình có thể nói với các bạn bè hoặc các con có thể comment xuống phía dưới để cô có thể tương tác với các con. Và đây cô Nhi có gợi ý những việc làm mà em thích như sau Em thích chơi đàn vào sáng chủ nhật Mỗi buổi chiều em thích nhất là được tưới nước cho vườn cây Em rất thích được cùng mẹ làm bánh ngọt Về quê em thích nhất là được cùng ông đi câu cá Em rất thích đọc truyện tranh vào thời gian rảnh rỗi đây chính là những việc làm mà cô đã thu được từ các bạn Vậy thì bây giờ các con hãy thực hiện phần Tương tác này cùng với cô và cùng với người thân của chúng mình nhé. Vậy thì, làm việc mà lại là làm việc, những cái việc mà mình rất thích thì chắc hẳn sẽ rất vui đúng không nào? Thế thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu vài tập đọc làm việc thật là vui để biết được là bạn nhỏ trong câu chuyện của chúng mình làm những việc gì và bạn có cảm xúc như thế nào? Cùng với tất cả các con ngồi thật nghe ngắn lên và cùng hướng mắt lên màn hình để cùng lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Làm việc thật là vui. Quanh ta, mọi vật, mọi người đều làm việc. Cái đồng hồ tích tắc tích tắc báo phút, báo giờ. Con gà trống gáy vang ò ó o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy. Con tu hú kêu tu hú tu hú, thế là sắp đến mùa vải chín chim bắt sâu bảo vệ mùa màng cọ xanh nuôi thỏ nuôi bò cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ ngày xuân thêm tưng bừng như mọi vật mọi người bé cũng làm việc bé làm bài bé đi học học xong bé quét nhà nhặt rau chơi với em bé cũng luôn luôn bận rộn mà công việc lúc nào cũng nhột nhịp cũng vui theo tổ hoài như vậy vừa rồi các con đã lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc làm việc thật là vui vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô luyện đọc các từ ngữ khó có trong bài tập đọc này nhé chúng mình sẽ đọc thật to những từ ngữ mà cô gạch chân làm việc tích tắc gáy vang trời sắp sáng tu hú, tu hú, mùa màng, sắc xuân, rực rỡ, tưng bừng, làm việc, quét nhà, nhặt rau, bật rộn, nhộn nhịp. Như vậy vừa rồi, chúng mình đã cùng lắng nghe cô và cũng như là luyện đọc các từ ngữ có trong bài tập đọc này. Vậy thì bây giờ cô Nhi sẽ giải thích một số từ ngữ sau có trong bài. Mùa màng có nghĩa là cây trồng trong vụ sản xuất nông nghiệp. Sắc xuân là cảnh sắc tươi đẹp, đầy sức sống của mùa xuân. Tưng bừng có nghĩa là nhộn nhịp, vui vẻ, thường nói về quang cảnh. Bây giờ cô đố các con biết bài tập đọc làm việc thật là vui được chia thành mấy đoạn văn? À, thế để xem là các dự đoán của các bạn có chính xác hay không thì bây giờ chúng mình cùng lắng nghe cô chia đoạn nhé. Và cùng với lúc cô chỉ đoạn thì các con có thể cầm bút chì lên Đánh dấu vào trong sách giáo khoa của mình luôn nhé Đoạn thứ nhất từ đầu cho đến mau mau thức dậy Đoạn thứ hai tiếp theo đến ngày xuân thêm tưng bừng Và đoạn số 3 chính là đoạn còn lại Như vậy bài tập đọc làm việc thật là vui Được chia thành 3 đoạn văn đúng không nào? Các con hãy đánh dấu vào trong sách giáo khoa của mình Để chúng ta thuận tiện cho việc luyện đọc Cũng như là tìm hiểu bài Vậy là vừa rồi chúng mình đã cùng nhau chi đoạn này và bây giờ cô mong tất cả các con sẽ luyện đọc ít nhất là một lần trước khi vào bài tập tìm hiểu bài để cho chúng mình nắm chắc những cái nội dung cơ bản của bài tập đọc này như chúng mình có thể thấy bài tập đọc đã kể về uh, cái sự việc xung quanh của chúng ta đúng không nào mọi người mọi vật đều làm việc và công việc thì đem lại niềm vui cho mọi người mọi vật vậy thì khi mà chúng ta chăm chỉ làm việc này uh, tập trung làm việc thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều niềm vui đến với chúng mình đấy còn bây giờ, chúng mình sẽ cùng đến với câu hỏi số 1 của cô như sau. Nói về hoạt động của từng vật, con vật được nhắc đến trong bài đọc. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ tìm xem là cái đồng hồ thì có hoạt động gì này, con gà trống thì có hoạt động gì này, con tu hú có hoạt động gì này. Con chim có hoạt động gì này, đúng không nào? À, cô thấy các bạn rất tốt đấy trên đây là đáp án của cô chúng mình hãy cùng kiểm tra xem nhé cái đồng hồ thì có hoạt động là kêu tích tắc tích tắc báo phút báo giờ con gà trống gáy o o o báo cho mọi người biết trời sắp sáng nhanh thức dậy con tu hú kêu tu hú tu hú báo mùa vải chín con chim bắt sâu bảo vệ mùa màng cỏ xanh nuôi thỏ nuôi bò cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ ngày xuân thêm tưng bừng đây chính là hoạt động của từng vật con vật được nhắc đến trong bài đọc đấy các con ạ à. vậy thế thì bé làm những việc gì nhỉ chúng mình hãy tìm cho cô xem công việc của bé nào à rất đúng rồi đấy bé làm những việc là bé làm bài này bé đi học quét nhà, nhặt rau, chơi với em đúng không nào? Vậy theo các con thì bé cảm thấy như thế nào khi làm việc? Cùng như gợi ý là các con sẽ tìm cái chi tiết này có trong đoạn văn cuối cùng của bài Để biết được là cái cảm xúc của bé như thế nào khi mà bé làm việc nhé Rất là giỏi, chính xác rồi đấy Bé cảm thấy luôn luôn bận rộn, nhưng nhộn nhịp và lúc nào cũng vui khi làm việc. Bây giờ các con hãy chọn cho cô những từ ngữ phù hợp để nói về bé. Cô có 3 từ ngữ sau: lễ phép, chăm chỉ, thật thà. Bây giờ chúng mình hãy chọn cho cô từ ngữ phù hợp để nói về bé nào. Chắc chắn rồi. Từ ngữ phù hợp để nói về bé là chăm chỉ. Bé rất chăm chỉ đúng không các con? Bé làm rất nhiều việc và làm việc liên tục như vậy nhưng bé cảm thấy lúc nào cũng là vui đó như vậy là vừa rồi cô và trò chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc làm việc thật là vui và cô hy vọng rằng sau bài tập đọc này thì chúng mình đã có thêm phần à, thêm yêu hơn những cái công việc mà chúng mình thường làm và các con nhớ nhá khi chúng ta chăm chỉ chúng ta chịu khó thì chắc chắn sẽ à, công việc sẽ mang lại rất nhiều niềm vui cho chúng ta đúng không nào bây giờ cô mời tất cả các con sẽ đến với phần tiếp theo đó chính là phần nghe viết ở buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe viết một đoạn ngắn trong bài tập đọc làm việc thật là vui, từ bé làm bài, bé đi học đến lúc nào cũng nhộn nhịp cũng vui. Còn bây giờ, cô mời tất cả các con sẽ đọc to cho cô đoạn văn mà chúng mình sẽ cần phải viết của bài học ngày hôm nay nhé. Làm việc thật là vui. Bé làm bài. Bé đi học. Học xong, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em bé cũng luôn luôn bận rộn mà công việc lúc nào cũng nhộn nhịp cũng vui đó chính là phần viết mà hôm nay chúng mình sẽ phải viết đấy các con lưu ý cho cô là khoảng cách giữa các con chữ là một con chữ o tưởng tượng đầu câu viết hoa cuối câu thì ở đây chúng ta có rất nhiều dấu lúc nào dấu chấm dấu chấm than dấu ba chấm và các con chữ như các con chữ hoa và chữ l b g thì sẽ cao với độ cao là 2 ly rưỡi. Còn chữ P cao 2 ly. Bây giờ cô mời tất cả các con hãy mở vở ra, cầm bút lên, ngồi thật ngay ngắn viết những dòng chữ thật đẹp, sau đó đưa cho bố mẹ và cho anh chị xem các con nhé. Còn bây giờ sẽ là phần bài tập chính tả. Ở buổi học ngày hôm nay, chúng mình sẽ tìm cho cô những chữ cái thích hợp với mỗi ngôi sao. Và hôm nay chúng mình sẽ học các chữ cái từ số tự 20 đến số thứ tự 29. Bây giờ chúng mình sẽ điền cho cô các chữ cái ở dưới mỗi ngôi sao và sau khi mà chúng ta tìm được hết tất cả các chữ cái được ẩn sau thì chúng mình sẽ ghi lại này và sẽ học thuộc cho cô tiếp từ 20 đến 29, số thứ tự 20 đến 29 nhé. Đầu tiên tên chữ cái P 21 tên chữ cái Q, 22 tên chữ cái R, ER, 23 tên chữ cái SC, 24 tên chữ cái T, 25 tên chữ cái U, 26 tên chữ cái U, 27 tên chữ cái V, 28 tên chữ cái XC và 29 tên chữ cái là Y dài. Và các con ạ, à, đây chính là uh, tất cả các chữ cái cuối cùng có trong bảng chữ cái của chúng ta Vậy thì các con hãy nhớ lưu ý cho cô này Buổi trước thì học thuộc từ số 1 đến số 19 rồi Còn buổi hôm nay chúng sẽ học nốt cho cô học thuộc từ số 20 đến số 29 Sau đó ghép lại từ số 1 đến số 29 các con nhé Cô mời các con sẽ đến với bài tập tiếp theo Đó chính là chọn chữ hoặc vần phù hợp với mỗi ngôi sao Đầu tiên là chữ SC hoặc chữ XC và phần thứ hai là vần en hoặc vần eng. Bây giờ chúng mình sẽ thực hiện bài tập này, sau đó sẽ bật video clip lên để xem kết quả của cô nhé. Trên đây là đáp án của cô. Chia sẻ sung phong sum họp áo len cái kẻng dưới mền đây chính là đáp án của cô. Chúng mình hãy kiểm tra lại đáp án và cùng sửa lại bài nếu như làm sai các con nhé. Bài tập số 3. tìm từ ngữ không cùng nhóm trong mỗi dòng sau. Cô như gợi ý là cái từ ngữ không của cùng nhóm đấy có thể là à, các từ khác trong nhóm là từ chỉ sự vật, còn từ đấy là từ chỉ hoạt động, tức là nó không thuộc cùng một nhóm thì chúng mình sẽ khoanh tròn hoặc gạch chân dưới từ ngữ đó. A à, bạn học, bạn bè, kết bạn, bạn thân, với bốn từ ngữ này thì theo các con từ ngữ nào không thuộc nhóm nhỉ? rất đúng rồi đấy các con ạ, đó chính là từ kết bạn, bởi vì từ kết bạn là từ chỉ hoạt động, còn các từ ngữ còn lại là từ chỉ sự vật, được chưa nào? ý chỉ bạn bè, câu b, chạy bộ, bơi lội, tốt bụng, múa hát, vậy từ nào là từ không thuộc cùng nhóm nào? Rất là giỏi rồi, chính xác là từ tốt bụng đấy các con ạ à. Bởi vì từ tốt bụng là từ chỉ đặc điểm, còn các từ ngữ còn lại là từ chỉ hoạt động Đó chính là à, phần bài tập số 3 Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần bài tập số 4 thực hiện các yêu cầu dưới đây Các con hãy chọn từ ngữ ở bài tập 3 vừa rồi phù hợp với mẫu ô trống sau Với phần này thì cô muốn các con sẽ dở lại cho cô phần bài tập số 3 Đọc lại các từ ngữ sau đó lựa chọn từ ngữ phù hợp để điền vào dấu mẫu ngôi sao có trong bài tập số 4 phần A này. Có bây giờ là phần đáp án của bài tập này. An và Bích là đôi bạn thân. Cuối tuần, hai bạn thường chạy bộ quanh công viên. Mùa hè, hai bạn cùng tham gia câu lạc bộ bơi lội. Đó chính là phần bài tập số 4A. Tiếp theo sẽ là phần bài tập số 4B. Đặt 1 đến 2 câu nói về một việc em thích làm trong ngày nghỉ cuối tuần. À. Bây giờ chúng mình sẽ uh, nhớ lại cho cô này. Xem là các con thích làm gì trong những ngày cuối tuần. Và sau đó chúng mình sẽ đặt cho cô từ 1 đến 2 câu để nói về điều đó. Cô có các gợi ý như sau. Cuối tuần em thích nhất là được cùng chị gái ra công viên đánh cầu lông mỗi sáng thứ bảy cuối tuần em thường ra vườn tưới nước cho giàn hoa mẹ chồng chiều chủ nhật nào em cũng cùng các bạn đi chơi bóng đá ở sân cỏ gần nhà thứ bảy mỗi tuần em thích nhất là được cùng mẹ đi mua sắm ở siêu thị đây chính là phần gợi ý của cô chúng mình hãy thực hiện phần bài tập này vào trong vở sau đó các con hãy trao đổi với bạn bè à Và trao đổi với người thân Với về câu nói của mình Cô mời các con sẽ đến với phần tiếp theo Phần nói và nghe À nhỏ Nói lời đáp của bạn Lam trong từng trường hợp sau Trường hợp thứ nhất Khi mẹ khen bạn Lam là Mái tóc của con đẹp lắm Vậy thì con sẽ trả lời như thế nào À chúng mình có thể trả lời là Con cảm ơn mẹ ạ à. Cũng nhờ có mẹ giúp con chăm sóc tóc đó ạ à đúng không nào con cảm ơn mẹ ạ con cảm ơn vì mẹ đã luôn chăm sóc tóc cho con đúng không nào rồi tiếp theo và tình huống tiếp theo là một thầy giáo đang khen đúng không nào tiết mục nhạy của các em thật ấn tượng vậy thì khi thầy khen như thế này thì chúng mình sẽ đáp như thế nào nào cô có gợi ý như sau chúng em cảm ơn thầy ạ à chúng em đã tập luyện rất chăm chỉ cho tiết mục này đó ạ. À. Đây chính là phần gợi ý của cô với phần nói và nghe này. Vậy thì bây giờ các con một bạn sẽ đóng vai là mẹ, đóng vai là bạn Lam, có một bạn đóng vai là thầy giáo và đóng vai là bạn Lam để nói và đáp trong hai trường hợp này. Cô có gợi ý ở trên đây rồi, chúng mình sẽ thực hiện phần bài tập này cùng với bạn bè các con nhé. B nhỏ cùng bạn nói và đáp lời khen về món quà. Khi chúng ta tặng quà cho bạn thì chúng mình sẽ nói thế nào và chúng mình sẽ đáp trả ra làm sao thì ở phần này thì các con sẽ có những gợi ý cô gợi ý như sau. Ví dụ nói: "Chúc mừng sinh nhật. Mình tặng cậu chú gấu bông làm quà. Chúc cậu thêm tuổi mới luôn xinh xắn, đáng yêu như chú gấu bông này." Và đáp là gì? "Cảm ơn món quà của cậu. Mình thích chú gấu bông này lắm." Được chưa? đó thì cô nghĩ rằng là khi mà chúng mình nhận được quà hay là được tặng quà thì chúng mình đã được thực hành rất nhiều rồi. Và bây giờ chúng mình sẽ mô phỏng lại cái cuộc hội thoại đó bằng cách là một bạn sẽ là người tặng quà, một bạn là người đáp lại và chúng mình có thể thay đổi vị trí vai trò với nhau để thực hiện phần nói và nghe này các con nhé. Chúng ta sẽ sang đến phần số 6, nói viết lời cảm ơn. Khi một ai đó mà khen chúng ta, gửi lời chúc cho chúng ta, thì chúng ta cần phải cảm ơn, đúng không nào? Vậy bây giờ các con hãy đọc lời của nhân, các nhân vật trong tranh nào? Chúc mừng sinh nhật anh và anh sẽ trả lời là cảm ơn em. Đó chính là nói, viết lời cảm ơn. Phần B chúng mình sẽ thực hành viết và đóng vai như sau. Cùng bạn đóng vai nói và đáp lời cảm ơn trong những trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là bạn cho em mượn bút thì em sẽ đáp là gì? cảm ơn cậu, mình sẽ dùng thật cẩn thận, cuối giờ mình sẽ trả lại cho cậu nhé. Với phần B này, thì sau khi các con thực hiện phần trả lời, à, lời viết lời cảm ơn, thì các con sẽ viết lại cho cô và vợ của mình thật nắn nót được chưa nào? Như mẫu ở trên đây. Và đây chỉ là phần gợi ý của cô thôi, còn các con sẽ thực hiện phần này cá nhân mình vào trong vở và sau khi thực hiện xong mới đưa cho bố mẹ và cho bạn bè kiểm tra xem chúng mình đã viết thật là uh, chính tả đúng với chính tả ngày xưa và còn gì phải sửa không. Trường hợp thứ hai là bà tặng em một quyển truyện tranh rất đẹp. Vậy thì em sẽ trả lời là gì? À đúng rồi, phải cảm ơn đúng không nào. Cháu cảm ơn bà. ạ à, cháu thích quyển truyện lắm. Cháu sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận ạ. À. Đó chính là phần đáp. Cô đã gợi ý trên đây. Các con hãy thực hiện phần bài tập này vào trong vở của mình và cùng đưa cho bố mẹ và đưa cho các bạn kiểm tra lại bài làm nhé phần cuối cùng đó chính là phần vận dụng nhiệm vụ về nhà của con ngày hôm nay đó chính là các con hãy tìm và đọc cho cô một bài thơ về trẻ em chia sẻ về bài thơ đã đọc và viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ gồm có tên bài thơ tác giả khổ thơ em thích với phần này thì cô nghĩ rằng có rất nhiều những bài thơ mà chúng mình đã được học cũng như là chúng mình đã được tìm hiểu ở các chương trình của lớp dưới và hơn thế nữa thì ở trong sách đọc truyện thì chúng mình cũng đã được gặp rất là nhiều đúng không nào. Những cái bài thơ rất là hay về trẻ em. Ờ, em là búp băng non này đúng không nào? Rất là nhiều. Vậy thì các con hãy tìm đọc và viết vào phiếu đọc sách nhé. Vậy là tiết học đến đây đã kết thúc mất rồi. Cô hy vọng rằng sau tiết học này thì chúng mình đã thu được thật nhiều kiến thức thật bổ ích. Và các con đừng quên hãy chăm chỉ tập luyện, chăm chỉ làm việc và chắc chắn rằng việc làm, công việc đó sẽ đem lại cho chúng mình thật nhiều niềm vui. Xin hẹn các con ở các tiết học tiếp theo. Xin chào tất cả các con. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về sách.